Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay, thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hội thi khoa học kỹ thuật các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh có 33 dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh đã lọt vào vòng dự thi. Giá heo hơi liên tục tăng đã góp phần tạo sự biến động về giá của những mặt hàng thực phẩm chủ lực, gây khó khăn cho cả người bán và người mua. Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo đã có nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng cho học sinh trong toàn trường. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức quan trọng, thưa quý vị và các bạn. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, vào sáng nay, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận. Tham gia lễ viếng còn có các vị lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc. Từ khi được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến đấu kiên cường và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Kế thừa và phát huy truyền thống, 75 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Trước tượng đài liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn vô hạn. Đây là một trong những hoạt động thể hiện lòng tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của cán bộ chiến sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau lễ viếng, đoàn đã đến dâng hoa đốt trầm tưởng nhớ công ơn to lớn của Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội Nhân dân Việt Nam, khắc ghi lời dạy, quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Lực lượng vũ trang tỉnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đồng bộ, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước anh linh của người, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm và chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, chúc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không ngừng vững mạnh và ngày càng phát triển. Trong năm 2019, tỉnh Bình Thuận đã đạt được những thành tựu to lớn trên mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh. Vượt qua mọi khó khăn thách thức, lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng được tăng cường, củng cố, ngày càng vững mạnh, bảo đảm chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong những năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt tinh thần tiên phong gương mẫu, phát huy truyền thống anh hùng và hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ được giao. Cũng nhân dịp này, nhiều đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Vào chiều qua 19 tháng 12, ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2019 tại Tòa Giám mục Phan Thiết. Cùng đi với đoàn có bà Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. Tại đây, ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng đến Giám mục Đỗ Mạnh Hùng vừa được Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông báo đến Giám mục Đỗ Mạnh Hùng về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019, cũng như về những định hướng sắp đến.
Thời gian tới, ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Tòa Giám mục Phan Thiết tiếp tục vận động giáo dân tập trung phát triển kinh tế, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhân dịp lễ Giáng sinh 2019 và đón chào năm mới 2020, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, gửi lời chúc mừng đến Giám mục Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Chánh tòa Phan Thiết, các linh mục, nam, nữ, tu sĩ cùng giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Vào sáng nay 20 tháng 12 năm 2019, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, sĩ quan cao cấp, quân đội nghỉ hưu trên địa bàn huyện. Tại buổi gặp mặt, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị các cán bộ, nguyên là lãnh đạo, cán bộ sĩ quan cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn huyện, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trên mọi lĩnh vực trong phong trào thi đua yêu nước, hiến kế xây dựng nền quốc phòng toàn dân huyện Hàm Thuận Bắc ngày càng vững chắc. Xin được chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Phan Thiết, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức. Hội thi này đã để lại dấu ấn tốt đẹp về những thế hệ học trò đam mê nghiên cứu khoa học. Hội thi khoa học kỹ thuật là một trong những hoạt động dành cho học sinh ở tất cả các trường trung học trên địa bàn tỉnh. Đây là một sân chơi nhằm khuyến khích các em ở lứa tuổi học sinh nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Đề tài của em mang đến ngày hôm nay đó chính là nghiên cứu về các giải pháp nhằm giảm tác hại của sóng điện từ và giảm ảnh hưởng đến học sinh trung học phổ thông từ điện thoại. Thì cái đề tài của bọn em ứng dụng trực tiếp vào các bạn, đối tượng là học sinh trung học phổ thông. Có kết quả rất là tích cực, cho nên là chúng em muốn là ứng dụng rộng ra cho toàn bộ các bạn học sinh, sinh viên, rồi sau đó là toàn bộ xã hội. Em đã suy nghĩ và ứng dụng các định luật vật lý và các định luật toán học để tính toán và thiết lập được một cái mô hình thử nghiệm. Đây là lần thứ tư Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi này cho học sinh trung học trên địa bàn tỉnh. Năm nay, ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch tổ chức cuộc thi. Qua đó, hội thi lần này đã thu hút 37 dự án đến từ 16 đơn vị là phòng giáo dục và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Sau khi chấm vòng sơ loại, có 33 dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh đã lọt vào vòng dự thi tại khu vực trưng bày, giới thiệu về dự án. Theo đánh giá của ban tổ chức, các dự án học sinh tham gia hội thi lần này có nhiều ý tưởng mới liên quan đến nhiều lĩnh vực có khả năng ứng dụng thực tiễn cao, gần gũi cuộc sống hàng ngày. Rất nhiều các em quan tâm tới lĩnh vực khoa học xã hội hành vi, chẳng hạn như là các em khảo sát về cái tình trạng vi phạm luật giao thông, khảo sát về những nét đặc sắc trong hóa châm, khảo sát đặc biệt là khảo sát về cộng đồng là LGBT. Đó thì đó là những cái, tôi nghĩ là đó là những cái đề tài, thậm chí là đôi khi trở thành cấm kỵ, không dám nói với gia đình, thì các em đã dũng cảm làm cái việc đấy. Tuy nhiên, bên cạnh những đề tài được đầu tư tốt thì vẫn có những đề tài mà gần như các em chỉ thực hiện do sự đam mê thôi. Hội thi là sân chơi thiết thực và bổ ích cho học sinh, đồng thời đây là cơ hội để tìm kiếm những ý tưởng khoa học mới là độc đáo, những sáng kiến và giải pháp cụ thể thiết thực để chuẩn bị tham gia các cuộc thi lớn trong nước và khu vực. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thông lệ thị trường, một vài mặt hàng sẽ có sự điều chỉnh giá vào dịp cận Tết khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Tuy nhiên, những tháng gần đây thì giá heo hơi đã liên tục tăng, góp phần tạo sự biến động về giá của những mặt hàng thực phẩm chủ lực, gây khó khăn cho cả người bán và cả người mua. Giá heo tăng đang là chủ đề chính của hầu hết các câu chuyện hiện nay. Có thể nói giá heo gần như tăng từng ngày. Theo các tiểu thương chợ Phan Thiết cho biết, chỉ tính riêng từ đầu tuần đến nay, giá heo đã tăng hơn 15.000 đồng một ký mỗi loại. Hiện giá sườn non đang dao động ở mức từ 190 đến 200.000 đồng một ký, thịt đùi ba chỉ hơn 150.000 đồng một ký, thịt nạc 160.000 đồng một ký. Mức giá này được dự báo sẽ còn nhiều biến động trong những ngày tới. Giá tăng nhanh, tuy nhiên sức mua mặt hàng này hiện đang giảm đáng kể. Khi mà mình nhận heo ra mình rất là lo. Ví dụ như bạn hàng, nhà hàng khách sạn người ta lấy với số lượng nhiều thì mình cung ứng người ta được. Mà khi mà ta lấy số lượng ít mà mình lấy lỡ ra nhiều rồi là coi như là ngồi thôi. Chứ không thể nào mà tiêu thụ được cho người tiêu dùng. Nói chung là bán cho người tiêu dùng là không bao giờ có, không bao giờ được. Nó hạn chế rất nhiều, khoảng 70-80%. Trước tình hình giá thịt heo liên tục tăng trong thời gian qua, nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang tiêu thụ các loại thực phẩm khác nhằm tiết kiệm chi phí,
trong đó phải kể đến các mặt hàng hải sản. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, lượng hải sản đánh bắt đưa vào các chợ Phan Thiết không nhiều, nguồn cung bị hạn chế, chịu tác động bởi yếu tố thị trường, đã đẩy giá các mặt hàng hải sản tăng từ 5 đến 10%. Có bữa thì có, bữa không. Như chẳng hạn con cá nuôi ấy, thì nó có bình thường, còn cá biển á, bữa nào nhiều nữa có, bữa nào trời êm thì có, mà bữa nào gió thì ít có. Năm nay thịt heo nó đôn giá lên thì tất cả các mặt hàng khác nó phải đẩy theo hết. Thịt heo mắc người ta phải ăn những cái thứ khác, vừa đồng mà người ta cũng ăn hải sản. Việc tăng giá các mặt hàng thực phẩm chủ lực không chỉ gây tâm lý e ngại cho người tiêu dùng, giảm bớt hoặc sử dụng các thực phẩm thay thế, hiện chỉ là giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, điều này tác động mạnh đến mức tiêu thụ của các sản phẩm, sức mua giảm, khó khăn cho cả người bán và người mua và cũng tạo áp lực tiêu cực đến các ngành hàng. Bây giờ cá nó cũng lên mà thịt nó cũng lên, cái gì nói chung là cái gì nó cũng lên hết á. Nói chung bây giờ cuộc sống gia đình mà đi chợ thì nó hơi khó khăn chút. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, việc cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đang được các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện. Cùng với việc triển khai công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết sắp tới, Sở Công Thương cũng đã đề nghị các công ty doanh nghiệp sản xuất và cung ứng thịt heo, đặc biệt là các đơn vị tham gia bình ổn thị trường, có kế hoạch dự trữ nguồn hàng nhằm tránh tình trạng găm hàng và tăng giá đột biến. Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 11 âm lịch, các lò làm bánh tráng thủ công và cơ sở sản xuất bánh tráng công nghiệp hoạt động khá nhộn nhịp. Và đây cũng là thời điểm mà các lò làm việc hết công suất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bởi năm mới, Tết đến, nhà nhà đều dự trữ bánh tráng để cuộn mang kho với thịt heo, ẩm thực đặc trưng của vùng quê hương Bình Thuận trong mỗi dịp xuân về Tết đến. Gắn bó với nghề bánh tráng truyền thống hơn 20 năm, nhưng mỗi lần làm bánh tráng phục vụ Tết Nguyên đán, luôn là bà Nguyễn Thị Xuân Diệu ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc cảm thấy háo hức. Giữa tháng 11 âm lịch, bà Diệu liên tục nhận được đơn hàng tăng số lượng từ những khách hàng quen thuộc. Để đảm bảo nguồn hàng cung ứng, bà Diệu phải huy động các thành viên trong gia đình làm việc từ lúc sáng sớm, đồng thời thuê thêm lao động phụ giúp ở một số công đoạn, xay bột, phơi bánh và gỡ bánh khi khô. Tranh thủ cái nắng và gió hanh hao của thời tiết cuối năm, lò bánh tráng truyền thống của bà Diệu tăng sản lượng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Rồi Tết đồ bây giờ bánh không có bánh. Rồi tôi cũng rén sức, tôi tráng 50kg cho cũng đủ cho bạn hàng. Thì Tết nhất thì ta yêu cầu, và bánh không có cho ta đủ, ta bán bỏ, rồi mình phải làm cho rén sức. Kệ nó già rồi, thì làm kiếm vài đồng đồ Tết nhất, đồ ăn, mua đồ ăn, mua bánh, mua trái, mua gì trong nhà rồi đó. Không chỉ các lò làm bánh tráng truyền thống, mà những cơ sở sản xuất bánh tráng công nghiệp cũng luôn chạy hết công suất. Đầu tháng 11 âm lịch, cơ sở sản xuất bánh tráng công nghiệp của ông Lương Văn Mười phải tăng thêm K2 để đáp ứng lượng hàng dồi dào mà khách hàng đã đặt trước đó. Chủ cơ sở này cho biết, năm nào cũng vậy, Tết Nguyên đán là dịp để các cơ sở bánh tráng có thêm thu nhập bởi sức mua của người tiêu dùng tăng gấp đôi so với ngày thường. Tuy vậy, về giá cả không có dao động nhiều, khoảng 80.000 đến 90.000 đồng 100 cái, tăng 10.000 đồng so với trước do nguyên liệu đầu vào tăng và cuối năm khó thuê mướn nhân công lao động. Làm cơ sở thì mình thường hàng năm là chỉ có tăng cái tháng Tết, mình tăng tháng Tết lên tí đỉnh để mình bồi dưỡng cho công lao động thôi. Ví dụ như 70.000 sắp thì mình lên 75.000 gì đó, 72, 75 gì đó thôi, để lấy tiền đó bồi dưỡng lại cho nhân công. Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc hình thành nghề làm bánh tráng rất lâu đời. Toàn xã hiện có khoảng 50 lò sản xuất bánh tráng. Thôn Bình An chiếm hơn 2/3. Còn lại rải ở các thôn khác. Hàng năm vào mùa bánh tráng Tết, mỗi cơ sở giải quyết việc làm từ 5 đến 10 lao động, thu nhập tính theo sản phẩm hoặc giờ tùy vào thỏa thuận. Nhờ có công việc này mà một số lao động nông nhàn tại địa phương có thêm nguồn thu, trang trải cho gia đình. Bữa trước thì tới đưa 2 tiếng đồng hồ thì nó đưa 50.000. Hôm nay làm thêm thì tính 70 thì làm thì cũng có đồng ra đồng vô, cũng có ăn tiêu thì cũng được. Cái ngày Tết này thì mình làm nó bận rộn hơn, tế bánh rồi nó nhiều hơn, thì ngày công của tụi em thì cũng được, cũng thu nhập cũng được ổn định, thì cũng được từ 220 trở lên, chắc cũng được tới 250. Không khí rộn ràng làm bánh tráng Tết góp phần báo hiệu một mùa xuân mới lại về. Nhịp sống hối hả tất bật của người làm bánh tráng Tết mong muốn mang lại đủ số lượng cũng như chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng thưởng thức món ngon ngày Tết. Đó là bánh tráng cuộn mang kho thịt heo, ẩm thực đặc trưng của quê hương Bình Thuận và mỗi dịp xuân về, Tết đến.
Thưa quý vị, giáo dục quốc phòng hiện là một môn học nằm trong chương trình giảng dạy của các trường trung học phổ thông. Và đây cũng là nội dung quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Và trong những năm qua, cùng với các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh, thì trường trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo đã luôn quan tâm thực hiện tốt nội dung này. Một tiết học thực hành của bộ môn giáo dục quốc phòng tại trường trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, các học sinh đã chăm chú lắng nghe, tiếp thu những kiến thức khá mới mẻ, cũng như được tiếp cận các vũ khí của quân đội nhân dân Việt Nam. Giáo dục quốc phòng là môn học có khối lượng kiến thức khá đa dạng. Nếu chỉ dạy theo các phương pháp truyền thống, học sinh sẽ khó nắm vững. Từ đó, các giáo viên bộ môn này của nhà trường luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy thực sự phù hợp. Đối với các em học sinh đó, mà nghe những môn quốc phòng an ninh đó, thì đây cũng là cái môn mà đã được dạy từ lâu. Nhưng mà các em cũng vẫn chưa có nắm bắt hết cái trách nhiệm của mình hoặc là mình phải học cái môn này như thế nào. Thì trách nhiệm của giáo viên tôi đó, thì truyền tải đến các em, thứ nhất là cái hứng thú cho các em học. Qua các giờ học lý thuyết, ví dụ lý thuyết mà nó có căng thẳng quá, các giờ học đó nó có khô khan quá thì mình có thể đưa những cái dẫn chứng, những cái minh họa hoặc là mình sử dụng những cái hình chiếu, video để chúng ta có thể là tạo cái sự kích thích cho học sinh. Học sinh khi thích, học sinh mới tìm hiểu và học sinh sẽ cảm thấy là môn quốc phòng này nó có ý nghĩa. Giáo dục quốc phòng trong nhà trường là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, qua đó giúp cho học sinh sinh viên nêu cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc, cũng như trang bị những kỹ năng quân sự cần thiết giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi mà được học những môn như thế này thì em có thể tiếp cận được những cái loại vũ khí mà vũ khí và trang bị mà quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta đang sử dụng và có kiến thức về nó. Em cảm thấy giáo dục quốc phòng là một môn học rất là bổ ích bởi vì nó vừa giúp em nâng cao nhận thức về việc bảo vệ Tổ quốc. Qua những cái bài học quốc phòng thì em cảm thấy hiểu biết nhiều hơn về lịch sử nước nhà và yêu thêm những cái truyền thống văn hóa của dân tộc ta. Ngoài sự quan tâm đầu tư về nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cũng như công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bộ môn, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa và giáo dục quốc phòng, lồng ghép với các hoạt động giáo dục ngoài giờ khác, qua đó tạo hứng thú học tập kiến thức quốc phòng cho học sinh. Lớp một khối lớp 10 là có 35 tiết, mỗi tuần là một tiết của một lớp. Và về riêng khối 10 thì mấy em sẽ học được là cái giới thiệu cái môn học quốc phòng và các bài lịch sử của truyền thống của dân tộc Việt Nam. Khối 12 thì nó có cái tháo lắp súng AK và các tư thế vận động trên chiến trường. Và trường hiện nay đang cũng có là 3 giáo viên giáo dục quốc phòng. Cho nên là thực hiện đảm bảo được cái tiến độ chương trình cũng như là cái việc giáo dục kiến thức quốc phòng trong nhà trường. Đồng thời với cái việc mà dạy cái lý thuyết ở trên lớp thì trường cũng đã quan tâm trang bị một số các cái dụng cụ để hỗ trợ cho cái chuyên môn. Quan tâm công tác giảng dạy kiến thức quốc phòng trong nhà trường giúp học sinh hiểu và tự hào về truyền thống của dân tộc, ý thức trách nhiệm của người công dân. Qua đó khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh. Thưa quý vị, vào khoảng 14 giờ chiều qua ngày 19 tháng 12, anh Nguyễn Thanh Tất, sinh năm 1991, thường trú tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, đã đến công an phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết trình báo bị mất trộm xe máy biển số 86B3-55681 tại khu vực công viên Nguyễn Tất Thành. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Hưng Long đã triển khai lực lượng truy tìm xe máy theo đặc điểm trình báo. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, công an phường Hưng Long phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Thúc, sinh năm 1999, có hộ khẩu thường trú tại xã Bình An, huyện Bắc Bình. Đối tượng này đang cất giấu xe máy vừa trộm được tại một nhà trọ ở khu phố 2 phường Hưng Long. Kiểm tra nơi ở của đối tượng, công an phường còn thu giữ hai hung khí, một dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và các giấy tờ khác có liên quan khác. Tại cơ quan công an, Thúc đã khai nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Hoàng Thúc từng có tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vừa chấp hành xong hình phạt tù ngày 25 tháng 11 năm 2019. Hiện công an phường Hưng Long đã hoàn tất hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự tối hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.